Máy tay không nhận đâu, cho mấy người đi theo, đúng rồi đó. Đây quý vị, máy siêu quân siêu đệ nó thì mới vào cái đầu đi cũng còn đấy, siêu minh tạng siêu minh tạng. Rồi mình nhập theo đoàn của siêu minh tạng để mình đi cho vui nha quý vị. Đoàn của siêu minh tạng đi riêng, hôm nay là siêu minh tạng đi khất thực riêng rồi đi thọ thực riêng. Bây giờ thì siêu minh tạng lại đi sau. Nếu quý vị thấy những hình ảnh như thế này, chúng ta cũng rất là khâm phục và rất là ngưỡng mộ tinh thần thép của quý thầy nha quý vị. Những siêu quân siêu đệ nào mới vào đoàn thì người ta đi dép nha quý vị. Còn các siêu quân siêu đệ mà chai lì với sương gió rồi thì người ta không đi dép. Coi như là trải qua cái đau đớn rồi đấy, là không đi dép nữa. Đây, siêu quân ở đây là sao? Siêu quân siêu đệ này mới sao cho nên là mòn mỏi quý vị. Mình cũng mới đây là sao? Rồi phải đi qua đèn xanh đèn đỏ. Ngã tư. Vất vả, thật là vất vả cho mấy anh mấy chú công an bảo vệ, rất là tuyệt vời. Đi hướng nào rồi? Đi hướng nào rồi anh? Đây là đây là Hoa Mỹ. Thị trấn Công Điền. Còn đây là địa phận thị trấn Công Điền. Còn vô đây là đây đi rẽ lên đây để đi công tác. Đi. Rẽ vô đây đi chạy xe hả? Thưa quý vị, thấy rất là vất vả đây cho mấy anh chiến sĩ công an quý vị. Về khu công nghiệp của thị trấn Công Điền. Những hình ảnh như thế này thật là đáng trân quý quý vị ơi. Rất là ngưỡng mộ cho mấy anh chiến sĩ, rất là tuyệt vời. Em bỏ quay vào. Bỏ quay hả? Khu xây của nó ổn vậy hả? Thì ổn, thì vậy đã đi 6 năm rồi mà. Trời nặng quá. Ngày đó nó cho em quên là thứ gì. Quay ở đâu? Đây quý vị. Ra đây thấy ngoài đời vậy nhé. Không mày đi cái ngày mà thấy rồi. Thấy ngoài đời cả hàng đúng không?